Chào các anh chị đang quay trở lại video của Sài Gòn Hoa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Sài Gòn Hoa sẽ xin tiếp tục chia sẻ cũng như là hướng dẫn đến cho các anh chị 3 kỹ thuật cắt tỉa cây hoa hồng. Và vào thời điểm nào, giai đoạn nào của cây thì nên áp dụng phương pháp nào là phù hợp. Thì mời các anh chị hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để có thêm nhiều thông tin hữu ích. Và kỹ thuật cắt tỉa đầu tiên gọi là kỹ thuật tỉa thường xuyên cho cây. Và mục đích của việc cắt tỉa thường xuyên này thì sẽ giúp cho dáng cây lúc nào cũng sẽ luôn giữ được cái form dáng cây gọn gàng, và tán cây thì sẽ đều giúp cho cây phát triển tốt hơn. Và ngoài ra thì cách này cũng sẽ giúp cho cây có được một bộ tán thông thoáng, không có bị nhiều nấm bệnh. Và cách cắt tỉa này thì cũng sẽ giúp cho cây kích thích mọc chồi tốt hơn. Và kỹ thuật cắt tỉa thường xuyên trên cây hoa hồng thì chúng ta sẽ cắt 1 đến 2 tháng chúng ta sẽ tỉa một lần. Tỉa những cành nhỏ hoặc là những cành đã khô phía bên trong thân, các cành vàng hoặc là những cành tâm mà có kích thước nhỏ. Thì những cành như thế này phát triển rất là kém, nó nhỏ hơn nên là chúng ta sẽ cắt tỉa đi. Ở đây thì những cành này phát triển tương đối là lớn, nhưng mà chỉ có một cành ở phía dưới này là cành tâm. Chúng phát triển chậm hơn và cành này cũng là cành điếc, cành mù luôn nên là chúng sẽ không có khả năng ra hoa. Vậy nên là chúng ta sẽ cắt sát với gốc cành để giúp cho cây nó có thể dồn dinh dưỡng lên những chồi ở phía trên. Những cành khô như thế này thì chúng ta sẽ cắt đi. Và một lưu ý nữa đối với phương pháp cắt tỉa thường xuyên này đối với cây hoa hồng, đó là với những cành hoa hồng mà chúng mọc hướng vào bên trong như thế này thì các anh chị cũng sẽ cắt tỉa đi. Bởi vì những cành mọc hướng ra bên ngoài thì chúng mới có thể nhận được nhiều ánh sáng và phát triển tốt hơn, có thể ra hoa đẹp. Vậy nên là những cành mà mọc hướng vào bên trong thì các anh chị nên cắt tỉa đi để cho dồn dinh dưỡng vào những chồi mà mọc ở phía bên ngoài. Thì cái hoa hồng của anh chị sau khi tỉa xong thì anh chị có thể thấy là chúng có bộ tán gọn hơn, nó không có quá tùm hoặc là lùm xùm quá nhiều. Và trên cây thì sẽ có những cành khỏe được chừa lại để mà chúng có thể phát triển và mọc thêm nhiều chồi non ở trên đó. Còn những chồi bé hoặc là chồi tăm, nó suy dinh dưỡng hoặc là phát triển yếu hơn thì đã được cắt tỉa đi rồi thì cây hoa hồng này sẽ phát triển rất là mạnh sau đó. Phương pháp tỉa tiếp theo gọi là tỉa dưỡng cây, đó chính là anh chị sẽ tỉa những hoa tàn này đi. Tránh để chúng ở trên cây quá lâu hoặc là không để chúng tạo thành quả ở trên cây. Bởi vì những hoa tàn như thế này hoặc là khi chúng hình thành quả thì sẽ tốn rất là nhiều dinh dưỡng cho cây. Và khi đó cây cũng sẽ không có phát triển tốt, hoặc là những bông hoa mà nở muộn, nở sâu hơn á, chúng sẽ không có đủ dinh dưỡng để nở, hoa thì sẽ rất là bé. Vậy nên là chúng ta sẽ tỉa những cái hoa tàn này đi. Những bông hoa tàn như thế này thì chúng ta sẽ tỉa đi. Và với cách tỉa này thì anh chị sẽ lưu ý là chúng ta sẽ tỉa không phải là tỉa sát ở vị trí cuốn hoa như thế này. Chúng ta sẽ đếm xuống là cách cuốn hoa cuối cùng 2 hoặc là 3 lá thì chúng ta sẽ tỉa cái vị trí đó. Ở đây là có thể tỉa xuống 3 lá. Bởi vì khi anh chị mà tỉa sát cuốn hoa trên này thì phần thân này nó rất là bé. Chồi thì sẽ ra cái vị trí này và vị trí này, nó cũng sẽ rất là nhỏ. Những chồi ra càng về sâu thì sẽ càng nhỏ dần, thì cây của các anh chị sẽ nhìn càng còi cọc đi. Vậy nên là tỉa ở dưới 2 đến 3 lá thì phần thân ở dưới này nó còn sẽ tương đồng với lại phần thân chính, kích thước nó tương đương. Vậy nên những chồi mà mọc ở phía dưới thì sẽ rất là khỏe, to và chúng có thể bật mầm rất là nhanh. Thì đây anh chị có thể thấy là dễ dàng hơn là tỉa thì những chùm hoa mọc ra ở các vị trí này thì đây là được tỉa sát với lại cuốn hoa. Thì đây những chồi mà mọc ở càng về trên, càng gần với lại cuốn hoa, cái chùm hoa trên này nè, thì chúng càng bé. Đây, những chồi này rất là bé nè. Còn ở phía dưới này thì những chồi này nó sẽ lớn hơn. Vậy nên tỉa thì chúng ta sẽ không có tiếc cây, chúng ta sẽ tỉa ngay cái vị trí này luôn. Đó, những cành trên này thì chồi của chúng bé dần nên là những cành về sau nó rất là nhỏ. Tỉa vị trí này thì dinh dưỡng sẽ tập trung vào mắt ngủ ở vị trí này. Và những chồi phía trên này thì chúng sẽ lớn hơn. Khi đó thì cây của các anh chị sẽ rất là khỏe. Và việc tỉa hoa này thì các anh chị nên kiểm tra thường xuyên để có thể tỉa khi mà hoa vừa tàn. Tránh để chúng ở trên cây quá lâu thì cây sẽ mất nhiều dinh dưỡng hơn. Kỹ thuật tỉa hoa hồng sau cùng đó là tỉa đồng loạt, tỉa sâu hay gọi là tỉa thấp, tỉa phục hồi cho cây. Đó là chúng ta sẽ tỉa tất cả các cành, các chồi ở trên cây. Bởi vì đối với những giống hoa hồng như là hồng bụi hoặc là khi các anh chị trồng nhiều thành hàng rào thì chúng sẽ gặp phải một trường hợp, đó là càng ngày thì chúng mọc càng cao nhưng mà những cành ở phía bên trên càng nhỏ. Vậy nên là chúng ta sẽ tỉa đồng loạt tất cả các cành. và chồi để cho chúng phát triển bung chồi mới một cách đồng loạt hơn. Thì đây sẽ là phương pháp kết hợp giữa tỉa thường xuyên, là tuyển chọn những cành to, khỏe để lại và sẽ cắt tỉa tất cả các hoa tàn cũng như là các chồi ở trên cây. Với phương pháp này thì các anh chị cũng sẽ cắt tỉa mạnh tay, đó là những chồi các anh chị sẽ cắt sâu xuống và còn giữ lại khoảng 1/2 đến 2/3 những số lượng cành cũng như là chồi ở trên cây để cây có đủ không gian cũng như là giường dinh dưỡng để phát sinh những chồi mới. Thông thường thì những chồi phát sinh từ gốc hoặc là sát gốc chúng sẽ mập và lớn hơn so với những chồi mà phát sinh ở trên ngọn rất là nhiều. Vậy nên là các anh chị sẽ cắt xuống càng thấp thì những chồi mà phát triển sâu chúng sẽ càng lớn và càng khỏe. Và dĩ nhiên các anh chị cũng sẽ cắt tỉa hết những hoa hoặc là chồi hoa của chúng đi. Và với phương pháp cắt tỉa đồng loạt, tỉa sâu như thế này thì những đợt sau chồi lên đồng đều và hoa sẽ ra một cách đồng loạt hơn. Anh chị có thể canh để mà chọn thời gian tỉa phù hợp. Lúc đó thì những bông hoa của các anh chị có thể nở ngay vào dịp các anh chị mong muốn, chẳng hạn như là dịp Tết hoặc là các đợt lễ. Và những cái hoa hồng khi cắt tỉa thì các anh chị hãy chọn lựa khi thời tiết mát mẻ, không được nắng gắt cũng như là không có mưa, để mà khi đó cây sẽ giảm được nấm bệnh. Và sau khi cắt xong thì các anh chị sẽ không tưới nước liền mà để cây khô trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Khi đó thì những vết thương mà vừa mới cắt sẽ liền lại và giảm được nguy cơ nhiễm bệnh cho cây. Anh chị đừng quên là đăng ký kênh YouTube của Sài Gòn Hoa, rung chuông để nhận thông báo về những video mới nhất cũng như là những chia sẻ về cách chăm cây, đặc biệt là hoa hồng. Chúc các anh chị có được những bông hoa hồng thật tươi, xinh và một vườn hoa hồng tràn đầy hoa. Chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo.